Hàn Mỹ nhất trí tăng cường phòng thủ chung. Ngày 28 tháng 9, Hàn Quốc và Mỹ cho biết các quan chức quốc phòng cấp cao hai nước đã nhất trí tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ chung trước các mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành một loạt vụ phóng. Tuyên bố chung được đưa ra khi kết thúc cuộc đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn Mỹ tại Seoul trong hai ngày 27 đến ngày 28 tháng 9. Với sự tham gia của Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ DASD phụ trách vấn đề Đông Á, Ông Siddharth Mohandas và Thứ trưởng Phụ trách Chính sách Quốc phòng Hàn Quốc Kim Mangi tuyên bố nêu rõ, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên và nhất trí tìm cách nâng cao năng lực thế trận phòng thủ của liên minh này để đối phó các mối, đe dọa từ mọi hướng. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác ngoại giao và việc nối lại đối thoại với Triều Tiên trong một cuộc thảo luận riêng rẽ mang tên Ủy ban Chiến lược Trang Đe hai bên đã tái khẳng định sự cần thiết phải củng cố khả năng răng đe của liên minh nhằm giải quyết các mối đe dọa của triều tiên trong bối cảnh một môi trường an ninh khu vực có nhiều biến động các quan chức mỹ nhấn mạnh cam kết bền vững của mỹ cung cấp khả năng răng đe mở rộng cho hàn quốc tối ưu hóa toàn bộ năng lực của mỹ để bao gồm cả năng lực hạt nhân và vũ khí thông thường về phần mình các quan chức hàn quốc tái khẳng định tiếp tục phát triển các hệ thống ứng phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm răng đe và ứng phó với các mối đe dọa từ triều tiên các quan chức quốc phòng hai bên cũng ghi nhận những tiến bộ lớn trong quá trình chuyển giao quyền kiểm soát chiến dịch thời chiến Operation từ Mỹ cho Hàn Quốc. Bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.